Con tìm đâu ra một lô đất mà gần đường lộ nhựa, điện nước thì có ngay đất luôn, dân cư ở rất là đông luôn cô chú anh chị, gần tuyến quốc lộ 62 wifi luôn nha quý anh chị. Thì sau đây em sẽ quay giới thiệu bán đến cô chú anh chị mình một lô đất mà chỉ cách đường lộ nhựa này là rớt xuống là 400m là mình tới ngay đất nha quý anh chị. Thì lô đất này đó là chủ hiện tại là đang canh tác làm lúa nha quý anh chị, thì lúa cũng khá là tốt luôn nha. Thì sau đây em sẽ đi bộ vô luôn nè để em quay thực tế cho cô chú anh chị mình cùng xem nhé. Em xin chào cô chú anh chị gần xa đã luôn luôn theo dõi kênh Nhà Đất của em nha. Thì hôm nay em có mặt tại huyện Tân Thạnh, tỉnh Long An, và em cũng quay giới thiệu bán đến cô chú anh chị mình một sản phẩm với diện tích là 1.000m². Thì lô đất mình là chủ sẽ đo đạc tách sổ cho cô chú anh chị mình nha. Thì mặt tiền lô đất mình nối tiếp với con lộ đá này là được 15m, và hai cạnh hậu mình chạy dài vô là 70m nha quý anh chị. Phần điện nước là mình cũng có ngay đất luôn quý anh chị ơi. Còn chỉ cách đường lộ nhựa hai chiều thì tầm khoảng là 400m thôi quý anh chị. Thì con lựa đường lộ này thì quý anh chị mình thấy á, đường rất là lớn luôn nên ô tô xe tải là mình đi vô tư nha quý anh chị. Và hiện tại trên mảnh đất mình là chủ đang canh tác làm lúa nha. Thì lúa này cũng mới xạ tầm khoảng là nửa tháng thôi. Thì ngay tay em chỉ á, là từ đó là ngay đó là ngay đường lộ nhựa hai chiều của anh chị, là mình chạy dọc cái đó khoảng 4 cây là mình tới quốc lộ 62 nha anh chị. Và mình chạy dọc về hai cây nữa là mình tới huyện Tân Thạnh nha. Và mình chạy ngược lại thì mình về thị xã Kiến Tường, rất là đẹp luôn cô chú anh chị ơi. Thì phần đất này thì chủ cũng đang đo ra bản vẽ cho cô chú anh chị mình với một sổ là 1.000m² nha quý anh chị, nên quý anh chị mình muốn mua 1.000 hay 2.000m² là chủ đều bán nha. Trước đất thì cũng có view kênh sáng luôn nè, thì mình để dùng nguồn nước để ra vô để tưới tiêu nha cô chú anh chị, nên quý anh chị mình an tâm về mặt nguồn nước nha. Và phần đất này chủ cần bán với giá là chỉ 300 triệu cho 1.000m² nha quý anh chị. Thì quý anh chị mình cần biết thêm chi tiết thì hãy liên hệ trực tiếp với em nha.